gia đình anh lính từng bị haji xúc phạm lên tiếng sau màn bóc phốt hoàng gia anh phân biệt chủng tộc của vợ chồng hoàng tử trong quá khứ haji từng miệt thị một người lính bằng từ ngữ không phù hợp những lùm xùm quanh câu chuyện phỏng vấn của hoàng tử Harry và Meghan Markle dường như vẫn chưa đi đến hồi kết khi truyền thông Anh liên tục phơi bày ra những thông tin bất lợi, thậm chí tố ngược phản bác thẳng thắn là những lời nói của cặp đôi nhà xu xét trong cuộc phỏng vấn gây rúng động hoàng gia Anh. Đặc biệt là chuyện nữ công tước xứ xu xét cáo buộc thành viên trong gia đình nhà chồng có hành vi phân biệt trung tộc. Mới đây, gia đình của một sĩ quan quân đội người gốc Pakistan, người từng bị hoàng tử Haji xúc phạm, đã lên tiếng kể về chuyện năm xưa. Cụ thể, vào năm 2006, khi Haji đang phục vụ trong quân đội Hoàng gia Anh, anh đã dùng từ Paki đối với người đồng nghiệp tên là Ahmed Rajakhan, ám chỉ che Ahmed là người Pakistan như một sự xúc phạm người này. Sau đó, vị hoàng tử này đã vấp phải nhiều chỉ trích. Đến năm 2009, sau 3 năm gây hấn, Harry mới lên tiếng xin lỗi. Harry cho biết anh đã sử dụng thuật ngữ này mà không có ác ý gì. Sau khi đoạn ghi âm bị lộ ra, hoàng tử nước Anh bày tỏ sự tiếc nối vì vô tình thực hiện hành vi xúc phạm đối với đồng nghiệp. Giờ đây, sau cuộc phỏng vấn bom tấn của công tước và nữ công tước xứ Sussex với Oprah Winfrey, cha của anh lính trẻ năm xưa nói rằng ông không đồng ý với cáo buộc phân biệt chủng tộc xuất hiện trong cuộc nói chuyện. Muhammad Adyokhan Abbasay, cha của Ahmed, đồng thời là cựu phó chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Pakistan, người đã từng gặp Thái tử Charlie, nói với tờ The Sun rằng Hoàng tử Haji có thể gặp vấn đề với gia đình nhưng tôi không đồng ý với anh ấy. Tôi không nghĩ người dân vương quốc Anh hay gia đình hoàng gia là những người phân biệt chủng tộc. Họ đang tài trợ cho nhiều người từ khắp nơi trên thế giới và cho phép những người ấy tiếp cận với cơ sở vật chất tốt nhất. Ông Apasi cũng nhấn mạnh rằng, tôi đã gặp các thành viên của Hoàng gia Anh, họ vô cùng lịch sử và yêu thương. Người cha này nói rằng việc Harry sử dụng từ Parky đã gây ra tổn thương trong quá khứ, nhưng nhấn mạnh, Haji không thể bỏ qua tình yêu của các thành viên khác trong Hoàng gia. Trong cuộc phỏng vấn của cặp đôi nhà Sussex, Meghan nói với người dẫn chương trình Oprah rằng, con trai Archie của cô đã không được trở thành hoàng tử, sau những mối quan tâm vào cuộc trò chuyện giữa một thành viên gia đình không rõ danh tính và Harry về làn da của cậu bé sẽ tối màu như thế nào khi được sinh ra. Ông Abbasi đã gặp cha của Haji, Thái tử Charlie vào năm 2006, khi con trai ông được nữ hoàng trao tặng thành gươm danh dự vì đã tốt nghiệp xuất sắc tại Sandhurst, Học viện quân sự hoàng gia nơi Ahmed được đào tạo cùng với Haji. Tôi đã có một số khoảnh khắc tuyệt vời với Thái tử Charlie, Abbasi nói với The Sun từ nhà riêng của ông ở Abu Pakistan. «Gia đình Hoàng gia là những con người rất tốt bụng. Tôi không thể gọi họ là những kẻ phân biệt trung tộc. Họ là những người tuyệt vời, luôn tôn trọng công dân của họ. Tôi tin rằng họ có cùng mức độ tôn trọng đối với tất cả mọi người ở đất nước. Tôi tin rằng họ có cùng mức độ tôn trọng đối với tất cả mọi người ở đất nước của họ và trên toàn thế giới». Trên thực tế, tôi không thấy bất kỳ người phân biệt chủng tộc nào ở Anh. Tôi tin rằng Vương quốc Anh là một đất nước tốt đẹp, luôn chào đón mọi người từ mọi nơi trên thế giới, ông Abbasi nói thêm. Về phía anh lính trẻ Ahmed, anh chàng đã nói vào năm 2009 rằng Haji gọi tôi bằng biệt xanh thường, rất xúc phạm, nhưng tôi biết anh ấy không cố ý như vậy. Chúng tôi là bản thân khi còn tập luyện và tôi biết anh ấy không phải là người phân biệt chủng tộc. quan tâm xem video trên kênh của chúng tôi, hãy nhớ bấm nút like và share và đừng quên nhớ bấm nút đăng ký kênh để không phải bỏ lỡ qua những phần video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.